Kim Hậu xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay Kim Hậu xin gửi đến mọi người một bài hát của nhóm The Beatles. Bài hát này nằm trong album cuối cùng của ban nhạc, được phát hành năm 1970. Và theo Kim Hậu thì đây là bài hát nằm trong những bài hát hay nhất của nhóm, và cũng như bài hát có lời ca rất là buồn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.